Quý vị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, hiện nay là hơn 12 giờ đêm. Tôi đang ở địa chỉ 505 đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ thứ 3 của Eway 301 đặt tại Hà Nội. Và thời gian này chúng tôi vừa setup xong hệ thống cơ sở chi nhánh mới tại đường Ngô Gia Tự. Ở đây thì có rất là nhiều những bạn trẻ, rất là nhiều năng lượng, rất là nhiệt huyết, thì sẽ là nơi để cho quý vị và các bạn, những người có đam mê audio, là nơi để những người có anh em đam mê đến để cùng giao lưu học hỏi cũng như là trao đổi kinh nghiệm và tham khảo một số sản phẩm liên quan đến audio. Và rất là nhiều người hỏi tôi vì sao lại chọn địa chỉ ở khu vực ngoại thành Hà Nội mà không phải trong nội thành. Thì trước hết ở nội thành chúng tôi đã có địa chỉ tại đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội rồi. Và thứ hai nữa là về vị trí địa lý, chúng tôi lựa chọn ở phía vị trí ở ngoài cửa ngõ của Hà Nội. Tức là khi mà những khách hàng ở những tỉnh thành lân cận đến, bởi vì tôi có rất là nhiều khách hàng quen, những khách hàng thân thiết rất là phương xa đến, anh em thường rất là quý mến nhau, anh em gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, rất là vui. Đấy, thì việc anh em đi vào trong nội thành rất là khó khăn trong việc di chuyển đường xá, nên là ở việc ngựa cửa ngõ của thủ đô thì anh em tìm kiếm sẽ dễ hơn nhá. Và có một cái yếu tố nữa, đó chính là về ở trong nội thành để tìm được một cái vị trí có cái diện tích mặt bằng lên đến hàng trăm mét vuông như ở đây thì rất là khó. Thế nên là chúng tôi lựa chọn cái vị trí tại 505 đường Ngô Gia Tự để cho quý vị và các bạn cùng đến giao lưu và trao đổi với những anh em ở đây. Thì thông thường thì tôi sẽ di chuyển qua lại khắp nơi, nên là rất là nhiều anh em có hẹn đến nhưng mà vì một số lý do mà tôi chưa gặp anh em được, thì rất mong sẽ gặp anh em ở những lần tiếp theo nhá. Ở đây thì có rất là nhiều anh em sẽ tiếp đón anh em rất là lồng nhiệt, chè thuốc đầy đủ cả, anh em cứ đến chơi thôi cũng được thì rất là quý rồi nhá. Các bạn trẻ đây thì rất là nhiệt huyết rồi. Và có một số đôi khi có một số những cái vấn đề liên quan đến khiếu nại của anh em, thì do một số bạn trẻ còn chưa có nhiều kinh nghiệm và vấp cũng như là còn khá nóng giận, thì anh em vui lòng thông cảm nhé. Mọi chi tiết hoặc là thông tin gì về vấn đề khiếu nại thì anh em cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi, thì tôi sẽ xử lý với anh em. Chúng tôi luôn luôn để khách hàng ở thế thắng nhé, luôn luôn để khách hàng ở thế thắng, nên là anh em có vấn đề gì cứ liên hệ với tôi, số điện thoại phía dưới nhé. Đấy, các bạn trẻ đây thì rất là ok rồi. Về vấn đề về kỹ thuật thì được đào tạo rất là tỉ mỉ. Đấy, thế nên là về mọi vấn đề về kỹ thuật thì anh em không gì phải lo nhá. Đấy. Một lần nữa xin được gửi lời mời cũng như là lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em cùng đến với địa chỉ mới của Eway 301 tại 505 đường Ngô Gia Tự nhá, Long Biên, Hà Nội. Đấy, rất vui được phục vụ quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn. Và dưới đây thì tôi sẽ để một kênh YouTube của Eway 301 Long Biên. Đấy, quý vị và các bạn cùng đăng ký kênh ở phía dưới nhé. Có một số sản phẩm thì chúng tôi sẽ chia ra từng khu vực, sẽ đảm nhiệm những sản phẩm riêng biệt. Đấy, thế nên là những khu vực sẽ có những sản phẩm độc đáo, độc quyền. Đấy, nên là anh em hãy theo dõi kênh YouTube ở phía dưới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn. Đấy, xin mời quý vị và các bạn cùng uống chè. Mọi công việc đã chuẩn bị để tiếp đón anh em đã được chuẩn bị ok nhá.